Giải nhì là phần thi gì? À, em giải ba phần thi nhất còn không thi nhất giải nhì. Giải nhì là em được. Em được giải nhì lúc sau. Không mình thở nào. Giải nhì là bài tập số 2. Cái lạ kỳ vậy, cái bài thi thứ nhất là trao xong rồi, bài thi số 2 là bơi nhanh nhất. Bơi tốc độ nhanh nhất có bao nhiêu bạn? Bạn nào là bên chuyên nghiệp thắng nè. Rồi bạn nào bên nghiệp dư thắng nè. Rồi chuyên nghiệp lựa quà. Rồi nghiệp dư lựa quà. Bút xóa. Từ từ. Ê hồi nãy em đừng có đem cái cục của em xuống nước nha, nó nhiễm điện á. Cái con ma đừng đem xuống nước nha. Đây con này giả quan nè. Biết luôn. Biết sao biết? Nó đủ biết. Mà có đói không? Rồi cái giải số 3 là chơi cái gì? À, lướt nước đi xa nhất. À bạn nào ít nổi mặt ngóc đầu lên nhất? 4 nhịp hả? 1 bạn, 2 bạn, còn ai nữa không? Nhịp nhất hả? Các bạn ơi, em nhảy bài chưa? Ngẩng mặt lên phải không? Rồi, lửa. Em lửa chứ, em lục cái lục trước rồi. Đây nè, cũng lục cái lục giống vậy thôi. Ủa, cho bao nhiêu rồi? Lửa đi. Ôi, con à. Ở đây có cái giải quay mà. Ủa, mấy con nhảy ba có được. Ủa, này có lá hả? Con kia không cho qua. Bằng đá. Ủa cái này là lấy một cây hả? Ừ. Lấy luôn một hộp. Đó. Bộ viết của XO, nhóm nhạc Hàn Quốc. Bút thần tượng. Còn một giải nữa mấy em à, lặn ở dưới nước biểu diễn gì dưới nước á. Chơi chơi vậy đó mà. Chọn đi. Em chưa có vô mà. Biểu diễn dưới nước để chấm điểm. Trời chưa. Đi ơi, giải trời được không? Đi ơi. Giải nhì hả? Ba, bốn, năm, sáu. Kỳ vậy? Ok vậy? Sao mũi sườn á?